Lịch Ngày Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Tử vi thứ tư, ngày 25 tháng 10 năm 2017 của 12 con giáp. Chỉ ngấn soi sáng con đường sự nghiệp của người tuổi Hợi, công danh rộng mở, sự nghiệp thăng tiến ầm ầm. Con giáp này giành được nhiều thành công trong công việc của mình, tự xây dựng nền sự nghiệp dù có nhiều khó khăn cản trở ở phía trước. Còn các con giáp khác sẽ đón ngày mới ra sao? Hãy cùng theo dõi lịch ngày tốt nhé. Tử vi tuổi Tý. Người tuổi Tý có điềm báo không lành vào tử vi ngày 25 tháng 10 năm 2017 khi mà cục diện Tý Dậu tương phá đang trực chờ đe dọa. Kẻ tiểu nhân đứng sau ném đá giấu tay khiến cho tiền tài của con giáp này bị tiêu hao đi đáng kể. Bạn nhẹ dạ, cả tin nên chưa kịp phát hiện ra vấn đề nảy sinh từ đầu, chỉ thấy tiền từ trong túi mình không ngừng chảy đi. Thiên ấn phần nào an ủi cho bản mệnh khi mà bạn giành được một số thành quả trong công việc. Không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi tâm trạng, bản mệnh phát huy hết khả năng mình có thể, thể hiện bản thân mình là một người đa tài đa nghệ và có khả năng thích ứng rất cao với mọi hoàn cảnh. Trong ngày thủy được kim dưỡng, đương tinh duyên của người tuổi Tý cũng khởi sắc vô cùng. Đôi lứa càng ngày càng thêm gắn bó thân thiết, gió lạnh làm cho đôi trái tim càng sát lại gần nhau hơn, tìm vui không còn xa nữa. Có lẽ ngày chúng đôi sẽ đến rất gần thôi. Con số may mắn 5, 7, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, xanh lục, trắng, quý nhân phù trợ, người tuổi Dậu, thân, tị. Tử vi tuổi Sửu. Người tuổi Sửu được quý nhân tam hợp giúp đỡ khá nhiều trong công việc, tạo cho bản mệnh nhiều cơ hội để thăng tiến. Chăm chỉ, cần cù, quyết tâm cao, bản mệnh có những mục tiêu của riêng mình và không ngừng phấn đấu để đạt được mục tiêu ấy, không quản ngại khó khăn gian khổ. Thiên tài che chở cho con đường tài lộc của con giáp này, nhất là những ai theo nghiệp kinh doanh buôn bán thì càng thêm thuận lợi. Tiền bạc dồi dào, hàng hóa bán chạy, lĩnh vực kinh doanh có thể rộng mở thêm, bản mệnh có được nhiều điều mình mong muốn khi mà tiền bạc không còn là vấn đề nữa. Thổ sinh xuất cho kim nên khiến cho vận trình tình cảm của người tuổi Sửu thêm phần sa sút. Mâu thuẫn đến từ những việc nhỏ, tuy sau đó đôi bên cùng hòa giải nhưng đó vẫn là để lại vết nứt trong mối quan hệ của hai người. Lâu dần, những vết nứt ấy cộng hưởng với nhau và có thể gây ra sức công phá vô cùng lớn. Con số may mắn 1, 7, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, vàng, nâu, quý nhân phù trợ, người tuổi Tuất, Mão, Hợi. Tử vi tuổi Dần. Người tuổi Dần trong tử vi ngày 25 tháng 10 năm 2017 bị kiếp đài ngáng trở trên con đường tìm kiếm tài lộc nên tiền tài của bạn chẳng được dư dôi mà còn có phần tiêu tán nhanh chóng. Chuyện kinh doanh, buôn bán trì trệ, bản mệnh không thu được lợi nhuận như mong muốn của mình. Nhiều khi, bản mệnh chưa thực sự tỉnh táo trong những chuyện liên quan đến tiền bạc, mù quáng làm theo ý kiến chủ quan của mình mà không suy xét kỹ càng cũng như không nghe theo lời khuyên của những người xung quanh. Đây là bài học cho con giáp này để tránh đi phải lối mòn này mãi mãi. Mộc kim xung khắc báo hiệu đường tình cảm gặp nhiều trắc trở, người ấy không thực sự cảm thông cho bạn, cũng không đặt quá nhiều điều quan tâm đến bạn. Điều này chính bản thân người tuổi Dần cũng biết, nhưng bạn tự bỏ qua, lừa dối mình để người ta cho rằng cuộc tình mình còn rất đẹp như thuở ban đầu. Con số may mắn 3, 8, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, đen, xám, quý nhân phù trợ, người tuổi Mùi, Tuất, Hợi. Tử vi tuổi Mão. Mão Dậu tương xung, người tuổi Mão trong tử vi thứ tư của 12 con giáp có thể sẽ gặp phải những rắc rối nhất định trong công việc. Bản mệnh không kiểm soát được cảm xúc của bản thân, gây ra tranh chấp với đồng nghiệp, lăng cung, mạo phạm tới đối tác làm ăn nên ảnh hưởng khá nhiều đến công việc. Tỷ kiên càng làm cho mọi chuyện thêm tồi tệ khi mà bản mệnh không đủ linh hoạt, cứng nhắc, áp dụng mọi chuyện theo đúng như nhận định và suy nghĩ của bản thân mình, đặt cái tôi lên quá cao nên khiến cho mâu thuẫn càng thêm sâu sắc. Nếu không sửa đổi điều này, con đường tiến thân của người tuổi Mão sẽ rất khó khăn. Mộc kim bất dung gây ra nhiều ngang trái trên đường tình của người tuổi Mão. Tình duyên trắc trở, bản mệnh không tìm được người ưng ý với mình, đang chịu cảnh cô đơn không người bầu bạn. Bản mệnh có nhiều mối quan tâm khác nên cũng đỡ phần nào trong những lúc chưa tìm được người chung đôi. Con số may mắn 3, 6, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, đen, xanh dương, quý nhân phù trợ, người tuổi Tuất, Hợi, Mùi. Tử vi tuổi Thìn. Thìn Dậu nhị hợp, xem tử vi thứ tư của 12 con giáp, người tuổi Thìn gặp nhiều thuận lợi trong công việc, hợp tác thành công, không gặp phải trắc trở khó khăn gì nhiều. Bản mệnh khéo léo trong các mối quan hệ xã giao, giành được lòng tin tưởng của đối tác. Chính tài trợ lực cho vận trình tài lộc của con giáp này, nhiều khoản thu về từ công việc chính, bản mệnh lại kéo tích góp, gom góp về chứ không để hoang phí nên tiền bạc càng thêm sinh sôi nảy nở, trao cho bản mệnh nhiều cơ hội để có thể phát triển trong các lĩnh vực khác nữa.
phẫu sinh xuất cho Kim, đường tình duyên của bản mệnh vẫn chưa được suôn sẻ. Nhiều vấn đề nảy sinh giữa hai người nên mâu thuẫn dâng cao, con giáp này cần nhún nhường thêm chút nữa. Đừng để cái tôi của mình chèn ép lên mối quan hệ của hai người, gây tổn thương cho đối phương mà muộn phiền cho chính mình. Con số may mắn 1-8, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường vàng, nâu, quý nhân phù trợ, người tuổi Tuất, Dậu, Thân. Tử vi tuổi Tỵ, Tỵ Dậu Lâm bán hợp, xem tử vi ngày 25 tháng 10 năm 2017, người tuổi Tỵ có nhiều bước thăng tiến trên con đường tài lộc. Con giáp này tinh ý nhìn ra những cơ hội để kiếm tiền mà không phải ai cũng có thể phát hiện được, có thể bước đầu nhiều vấp váp nhưng sau sẽ thành công. Thương quan là hung thần gây cản trở vận trình sự nghiệp của con giáp này, thiếu kiểm soát của bản thân, thậm chí có những lúc bản mệnh bị đánh giá là thiếu trách nhiệm với công việc nên rất khó khăn, nhiều khi muốn tiến bước xa hơn nữa. Con đường phát triển trong tương lai cũng không được suôn sẻ. Hỏa kim xung khắc gây những mâu thuẫn giữa các cặp đôi, tình cảm luôn mặn nồng nhưng những ý kiến của những người xung quanh tạo ra những luồng dư luận trái chiều, bản mệnh thiếu vững vàng nên dễ bị lay động, khiến cho mối quan hệ của hai người gặp nhiều sóng gió. Con số may mắn 2-9, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường đỏ cam, quý nhân phù trợ, người tuổi Dậu, Sửu, Thân. Tử vi tuổi Ngọ, thực thần chiếu mệnh, tử vi ngày 25 tháng 10 năm 2017 cho thấy người tuổi Ngọ đang có nhiều vận may về tiền bạc. Con giáp này được các thần che chở nên công việc kinh doanh vô cùng thuận lợi, tiền vào ào ào như nước sông Đà, các khoản cần chi tiêu cũng được giảm bớt phần nào. Đặc biệt, những người làm nghề kinh doanh hay nghề tự do sẽ có được lộc buôn bán, hợp tác làm ăn có lợi, đôi bên đạt được thỏa thuận, có thể có được nâng cao năng suất làm việc, nâng cao lợi nhuận kinh doanh, có thêm nguồn vốn xoay vòng. Nếu cần ký kết hợp đồng thì bản mệnh có thể tiến hành ngay trong ngày hôm nay, khả năng thành công sẽ rất cao. Ngũ hành xung khắc, chuyện tình duyên của người tuổi Ngọ vẫn chưa đi đến hồi kết. Vấn đề đến từ nhiều phía, bản thân bạn còn nhiều chuyện cần phải quan tâm hơn là tình yêu nên không có gì cần thiết để phải sốt sắng. Tâm tĩnh lặng, chờ đón tương lai, bạn tự dặn mình, không vì lời thúc ép của mọi người mà nhắm mắt đưa chân. Con số may mắn 3-7, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường cam hồng, quý nhân phù trợ, người tuổi Tuất, Mão, Dần. Tử vi tuổi Mùi, thiên tài là cát thần chiếu rọi tử vi ngày 25 tháng 10 năm 2017 của người tuổi Mùi. Tiền bạc về tay khá nhiều nhưng chủ yếu thuận cho những ai làm nghề tự do hay kinh doanh buôn bán. Công việc làm ăn phát đạt, vượng tài, vượng lộc, tiền bạc rủng rỉnh trong tay, thoải mái chi tiêu theo ý của mình. Thổ sinh xuất cho Kim, bạn cảm thấy mệt mỏi khi cứ phải đưa theo ý kiến của người khác. Cuộc tình tựa như cuộc chiến không cân sức, ai cũng muốn nhận phần hơn về mình, không chịu hy sinh hay bù đắp cho đối phương. Bạn không cảm nhận được tình yêu nồng nàn như thuở ban đầu nên dần cảm thấy thất vọng và muốn buông xuôi. Đôi khi, chúng ta cần để cho thời gian quên lãng đi lý do mà chúng ta đã bắt đầu mối quan hệ, quên đi những việc tốt đẹp mà người ấy đã làm cho mình, nhìn quá nhiều vào vật chất mà quên đi những giá trị của tinh thần. Hãy thử một lần để cho cảm xúc lên ngôi, đừng so đo tính toán thiệt hơn làm chi nữa. Con số may mắn 5-8, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường nâu cam, quý nhân phù trợ, người tuổi Hợi, Mão, Ngọ. Tử vi tuổi Thân, tam mội cục là quý nhân giúp cho người tuổi Thân gặp được người như ý, đường tình khởi sắc, đào hoa nở rộ, bản mệnh được người quen, anh chị em bạn bè tạo cơ hội làm quen, giới thiệu cho người xứng đôi với lứa, mối quan hệ tiến triển nhanh chóng và vô cùng tốt đẹp. Chính quan trợ lực cho sự nghiệp của bản mệnh, nâng bước người tuổi Thân tăng tiến không ngừng, đạt được những mục tiêu mình đã đặt ra. Tinh thần trách nhiệm cao, bạn luôn cố gắng hoàn thành những công việc của mình một cách tốt nhất và không nề hà khó khăn bao giờ. Cống hiến hết sức mình cho công việc, chỉ cần đạt được hiệu quả cần thiết là người tuổi Thân không ngần ngại hy sinh lợi ích của bản thân mình. Bạn được cấp trên khen ngợi và đánh giá khá cao, có kế hoạch để cân nhắc bạn lên vị trí cao hơn, trao thêm nhiều trọng trách cho bạn đảm nhận. Con số may mắn 3-7, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường trắng vàng, quý nhân phù trợ, người tuổi Tý, Thìn, Dậu. Tử vi tuổi Dậu, xem tử vi ngày 25 tháng 10 năm 2017 của 12 con giáp. Người tuổi Dậu lâm vào cục diện tự hình, bản mệnh có phần nóng nảy quá mức, nói ra những lời không kiêng nể bất cứ ai, làm mầm mống cho kẻ tiểu nhân thừa nước đục thả câu, bày mưu cho bạn sập bẫy, hủy hoại thanh danh của con giáp này. Thiên quan gây ra nhiều rắc rối khác trong vận trình ngày thứ tư này của người tuổi Dậu.
làm mất lòng người xung quanh cũng như bạn bè đồng nghiệp. Bản mệnh gặp nhiều khó khăn trong công việc nhưng không có người giúp đỡ, chỉ biết một mình mày mò giữa bóng tối mà thôi. Bạn cần phải kiểm soát cảm xúc của mình nhiều hơn nữa, không để tình cảm làm ảnh hưởng đến công việc. Lời nói có thể gây ra thương rất lớn, khiến cho nhiều người tổn thương ngoài mong muốn của chúng ta. Suy nghĩ một lúc trước khi cất lời, đừng để nói xong rồi mới hối hận khôn nguôi. Con số may mắn 1-6, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường bạc vàng, quý nhân phù trợ người tuổi Tỵ, Sửu, Thìn. Tử vi tuổi Tuất, Tuất Dậu tương hại, báo hiệu vận trình ngày thứ tư này của người tuổi Tuất không mấy suôn sẻ. Bạn lỡ đặt lòng tin vào sai chỗ, bạn bè bao năm vì chuyện nhỏ mà tan đàn xẻ nghé, tình cảm tan vỡ, gây bao tiếc nuối mà không biết phải làm sao để có thể cứu vãn được. Lại thêm sổ thổ sinh xuất cho Kim về những mâu thuẫn cho bản mệnh và người ấy. Bạn không cảm nhận được lòng cảm thông của người ấy trước những rắc rối và phiền muộn của mình đang gặp phải. Tức giận khi đối phương không chịu hiểu ý, không chịu sẻ chia với mình, tạo ra những cuộc tranh cãi liên miên không hồi kết. Chính tài là ngôi sao sáng trong ngày của người tuổi Tuất, đen tình đỏ bạc là đây, tiền bạc không thiếu, bản mệnh lại khéo thu xếp chi tiêu, có kế hoạch tài chính rõ ràng, cũng biết tiết kiệm phòng hờ khi khốn khó, chẳng mấy mà có được một khoản để dành cho những việc sau này. Con số may mắn 2-5, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường trắng nâu, quý nhân phù trợ người tuổi Thân, Dần, Ngọ. Tử vi tuổi Hợi, chỉ ấn soi sáng con đường sự nghiệp của người tuổi Hợi, công danh rộng mở, sự nghiệp thăng tiến ầm ầm. Con giáp này giành được nhiều thành công trong công việc của mình, tự gây dựng nên sự nghiệp dù còn nhiều khó khăn cản trở phía trước. Kim dưỡng cho thủy, bản mệnh đắm chìm trong hạnh phúc tình yêu. Nhiều khi bạn không thể tin được vào hạnh phúc mình đang có, quá khát khao hạnh phúc nên khi nó đến, bạn có phần choáng ngợp, không thể tin nổi có một ngày mình cũng sở hữu những điều tuyệt vời ấy. Người độc thân có những cơ hội để gặp gỡ và thu hút người khác giới đến với mình. Sự vui vẻ và hoạt bát là điểm cộng để bạn trở nên nổi bật giữa đám đông. Cộng thêm tính cách lạc quan giúp cho bản mệnh càng dễ dàng có được người mình thầm thương trộm nhớ. Con số may mắn 2-7, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường trắng bạc, quý nhân phù trợ người tuổi Tý, Sửu, Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình tử vi của lịch ngày tốt. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.